Đầu tư vào tương lai của bạn với AV Investment and Consultant Group. Chúng tôi cung cấp trợ giúp về đầu tư của cổ đông 150.000 đô la Mỹ, đầu tư EB5 và tuyển nhân viên EB3. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đảm bảo một quá trình nhập cư hợp pháp, đầu tư ngay bây giờ và nhận thẻ xanh có giá trị 10 năm. Raba là hội doanh nghiệp Việt Mỹ được thành lập vào năm 2011 với cái sứ mệnh là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp không chỉ người Việt mà người Á và rất là nhiều những cộng đồng sắc dân khác ở Bắc Mỹ hiện tại. Raba đang dần dần định hướng trở thành một hiệp hội active nhất hiện tại ở Bắc Mỹ. Bên em có tổ chức các chuỗi sự kiện hầu như là mỗi tháng để mà hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm là mixer networking, đó là giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp, các founder lại với nhau, hoặc là các educational workshop hướng dẫn, ví dụ ngày hôm nay là một cái buổi workshop về AI and business, làm sao áp dụng các công nghệ AI để mà hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất. Và thông qua đó thì bên em cũng tổ chức rất là nhiều những cái chuỗi series về Big Perfect Competition cho các doanh nghiệp đến để mà gọi vốn. Có nghĩa là họ có thể nó một chương trình một kiểu giống như là stop để mà đến để mà gặp gỡ với nhà đầu tư, họ present, họ có 5 đến 10 phút present cái ý tưởng của họ. Potentially họ có thể connect được với đúng nhà đầu tư và có thể là được funding cho cái dự án của họ. Làn sóng công nghệ mới đấy là trí tuệ nhân tạo tạo sinh hay gọi là generative AI. Đấy thì đối với giới nghiên cứu thì nó chỉ bắt đầu từ 2017 thôi và nó thực sự đột phá từ khi mà OpenAI tung ra ChatGPT vào cuối năm 2022. Đấy thì nó mới với cả thế giới. Thì Việt Nam cũng vậy, và cái công nghệ mới này, cái làn sóng công nghệ mới này nó rất là powerful đến mức ấy là nó xóa bỏ tất cả những cái cũ không thể cạnh tranh nổi. Thì cái này có thể coi như là xóa bài chơi lại. Đấy thì Việt Nam có cơ hội y chang những các nước khác trong cái mảng ứng dụng. Đấy thì bây giờ mình chọn là mình có thể đi cùng với người ta hay không, hay lại bị bỏ xa một lần nữa. Thì cái đấy là một trong cái mà Hùng rất là quan tâm và cũng có rất là nhiều những cái sự chuẩn bị để lần sau đấy mà có thể làm được một cái gì đấy dù nhỏ thôi để giúp cho Việt Nam có thể đi được với cái thế giới ở cái làn sóng công nghệ mới này. Mình là Richard Dương, tới từ Việt Nam. Mình biết tới Vaba là thông qua là cộng đồng anh em ở bên hải ngoại. Thì mình biết đây là tổ chức để kết nối các doanh nghiệp Việt Kiều tại Mỹ cũng như là các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn kết nối về Việt Nam để đầu tư. Mình có mặt hôm nay tại Auckland đây để tham gia cái sự kiện AI này, thì mình cũng đến để xem là AI ở đây là có cái gì thú vị. Và cũng được biết là sắp tới là Vaba sẽ đưa cái đoàn nhà đầu tư Hoa Kỳ về Việt Nam. Bên mình cũng sẵn sàng để kết nối, hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể đầu tư tại Việt Nam thành công. Đối với là những nhà đầu tư từ Hoa Kỳ muốn có cơ hội ở Việt Nam, đặc biệt là những nhà đầu tư mà gốc Việt đó, thì anh có những cái điều gì chia sẻ? Mình cũng chia sẻ rằng là anh em ở Hoa Kỳ muốn về Việt Nam đầu tư ấy, thì cũng nên am hiểu pháp luật và phải tuân thủ những pháp luật của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Sau đó là cũng am hiểu về văn hóa, cũng có những cái đối tác local phải đủ mạnh để mà cùng nhau phát triển dự án của mình nó được nhanh, nó được thuận lợi, thành công trong dự án đầu tư tại Việt Nam. Our world is changing and it's changing faster than we keep up with. This was AI last year. And this is AI. AI is truly a powerful tool, but it's also a scary one. A manipulated video raising concerns about AI in politics. Model. We'll have AI that is smarter than any one human probably around the end of next year. People need to get involved, honestly. And how do we do that? Because this technology isn't slowing down anytime soon. So we need to learn how to use it for our communities and our businesses. And that's what we're here to do today with industry leaders in some of the biggest companies today and how they use AI for their businesses. So let's not waste any more time and let's start the show with Wendy Nguyen. Our intro videos, were you surprised, amazed, yes, or scared? No. Oh yeah, but you know that regardless of how you feel, it's clear that AI Gens is advancing
in incredible pace, and we don't want to be left behind in AI generation. That's why we're here tonight, to learn, to share, and to stay ahead in the AI revolution. Welcome to Baba Community. My name is Wendy Nguyen, and my honor to be your host tonight on behalf of Baba and so on. Cô này đang giới thiệu về Baba cũng như là sự kiện ngày hôm nay. From Baba's side, we honor to introduce Mr. David Dương, Baba tôi, Chairman. Rất là hân hạnh để mà giới thiệu ông David Dương, người chủ tịch của Baba. And thank you. And Mr. Michael Dương, Baba board member. Michael Dương là cái người trong hội đồng quản trị của Baba. So honored to have Mr. Nam Quân Nguyễn, City Council Member of Westminster City from Southern California. Nam Quân Nguyễn là nghị viên của thành phố Westminster, miền Nam California. And today, as you see, we have some media agency present, and as well as our guests and members who flew in from Canada, from LA, and from Vietnam and other distant locations to join us tonight. Welcome. And tôi chào đón các cơ quan truyền thông từ Nam Cali, Bắc Cali, từ Việt Nam, từ khắp nơi. World experts in AI and technologies, business transformations from great companies. Please welcome Dr. Phong Nguyễn, Chief AI Officer at FPT Software. Xin đón chào anh. Tiến sĩ Phong Nguyễn, AI transformations efforts worldwide recognized by Constellation Research. Từ FPT Software. Jenny Hu, Solution Architect at Amazon Web Services AWS, specializing in cybersecurity, cloud, and AI. Jenny is a mentor to Jenny, and a thought leader in AI and cloud computing. Jenny Welcome, Wu, Jenny. Từ Amazon. And we have Dr. Hong Chen, founder of Guardian Inc. and builder và of Tiến sĩ Hùng AI. Trần. A scientist turned entrepreneur, Dr. Chen, is revolutionizing AI in education and knowledge sharing. Welcome, Ms. Katie Lee, product lead at Yelp, an expert in AI and machine learning application. Và cô Katie Lee, product offering in từ công ty Yelp, công ty đánh giá các công ty. Ladies and gentlemen, what's on our agenda tonight? We have some insightful keynote speakers. Chúng ta một cái chương trình rất là đầy đủ những người mà innovative startup demo, new Baba member recognitions, donation support from Baba, and plenty of opportunities of networking. So enjoy tonight with us. Mời quý vị là thưởng thức cái buổi tối hôm nay với chúng tôi. This event by welcoming Dr. Phong Nguyễn, Chief AI Officer at FPT Software. Chúng ta sẽ đón chào tiến sĩ Phong Nguyễn từ FPT Software, công ty phần mềm software. Was named one of the top 150 global executives leading AI transformation in business, and he flew in from Canada to come here with us to share some insight. Anh là một trong 150 người đứng đầu ở thế giới về cái lĩnh vực AI đó, và bay từ Canada qua đây. Thật là một hân hạnh cho tôi có mặt ở đây. Một cái sự gần gũi trong cộng đồng như là một gia đình vậy đó. Tôi sẽ chia sẻ với mọi người tôi cái gì tôi biết về AI qua nghiên cứu 15 năm. AI có thể là rất là hữu dụng để mà có thể tạo ra những cái câu chuyện vân vân, nhưng mà nó cũng có thể tạo ra những cái gọi là lừa đảo. Luôn luôn có hai mặt của một cái đồng tiền. Khi mà xài tốt thì nó là ra điều tốt, còn nếu mà làm nó xấu thì nó ra một những cái ma quỷ. Headquarter in Vietnam, and we have risen globally, present in 32 countries now. America was our second largest market right now, with more than 300,000 million US dollars in America alone. And nước Mỹ là thị trường thứ nhì, lớn thứ nhì, với 300 triệu. I think I don't have much time, right? So, tôi không có nhiều thời gian phải không? I have a few video to share, but let's do it another tôi có time. Vài and I hope that video
chia sẻ với mọi người. Where we are right now, what we do, and hope to chat with you later on the panel. Thank you. Thank you, Dr. Phong Nguyen, and we're going to go deep into the AI and business later in the panel's discussions. And next keynote speaker, we would like to welcome on the stage Mrs. Jenny Wu from AWS. She's the expert in architect solutions, and she worked with so many startups to help them with different issues from AIs, right? Cô này từ and, Amazon và làm việc ở rất nhiều những cái công ty khởi đầu. Inside. A little bit about my background. It's kind of hard to follow after Dr. Nguyen's introduction of how successful he has been. But I actually did not start my career in software in IT at all. Tôi không có bắt đầu cái cuộc đời của tôi ở trong cái lĩnh vực phần mềm. That turned out to be very, very wrong. I actually do not like auditing. It's a very boring job, and I'm glad I made the switch into technology because look at what Gen AI is doing for us. Tôi thấy rất là vui khi mà tôi chuyển sang cái lĩnh vực kỹ thuật. Bây giờ mọi người thấy không, cái lĩnh vực AI nó rất là hứng thú như thế này. Now we'd like to introduce our next keynote speaker, Dr. Hong Chen. Dr. Hong Chen is the founder of Guardian Inc. and MatGPT, and as the scientist turned entrepreneur, he's going to bring some great insight and perspective how we can use, you know, AI in our business. Let's welcome. Great. Hi, everyone. Hello. All right, so first, how many of you are good at math? Raise your hand. All right. Alright, so yeah, I'm here for a reason, right? So definitely remember MathGPT.ai. So that's what we are working on, so to help math be something you love, not something you scare. This is the new product that we built to help with applying generative AI in education. So right now we are teaching about over 8,000 teachers in the country about Gen AI, so they can be kind of 10 times better teacher in the coming school year. Right? So if you want to talk about technology for education, Gen AI for education, just talk to me after the event. Thank you. Thank you, Dr. Hong Chen. And education is also one of the major initiatives that VABA want to support to our community. From Ms. Katie Lee, product lead from York, going to share more insight about that topic. Let's welcome. Good evening, everyone. Cô Lee, Katie Lee, một người gốc Việt nữa. Là một người. Tôi là người Việt Nam. 18 tuổi tôi tới Singapore đi học đại học. Tôi tới trong cái ngành bán dẫn cho 5 năm. And I'm really passionate about how can we use technology to really solve business problems. Tôi rất thích dùng kỹ thuật để mà giải quyết vấn đề. Tôi tới Mỹ để mà học chương trình cao học. Better connect technologies with real business applications and how can we drive growth for business, and that is where my passion. And I slowly learning about AI, and I have been leading AI in my companies and also. Yeah, so it depends. So if you you want to build an AI product, obviously data is the king, and then but sometimes you just look for a tool that make your work easier, cheaper, faster. How many of you here use it daily? Daily, 1, 2, 3, 4, 5. So half of the audience, right? So the other half, what happened to you? Right? Good question. So people transformations is in the organizations is very important. Either it's small or big. If you don't inspire your employee to use it daily, you lose the efficiency there. You know, you have a very powerful tools, but if you don't use it, it's just sitting there doing nothing, right?
Now, from a data privacy perspective, I mentioned your data is going to be very, very, very valuable. And of course, you don't want to be sharing that with your vendor, whoever is providing you your generative AI capabilities. Gen AI is expensive things. It can burn out your money very, very, very quickly. So FYI, we Series B company, we raised over $50 million funding. But still, with Gen AI, it's nothing. So Facebook spent $100 million just to build a model. Build around the technology. So then slowly, might be your team will be slowly applied, instead of like investing very heavily on SEO, might be now we need to like investing heavily on like training the agent algorithm. I'm using GPT and AI to write song for my wife. And she doesn't know that it's coming from AI. So please stop all the recording. And she's like, where did you pick this up from? But she know that it doesn't have the emotion. The song that AI write, it probably for a rapper, not for Celine Dion. She can tell. She's like, this is interesting. So basically what you were saying, Jenny, is that people still prefer buying stuff from people. So AI is just going to enhance the experience, but it won't replace you. And it's going to come up with an outline. Again, using Spree, and then in touch with you. Now we'll get a demo and then hit next. Today, we are proud to announce our sponsorship to two local schools dedicated to teaching Vietnamese language and culture to children in the U.S. And I would like to invite our chairman, David Zhuang. Mr. David Zhuang is going to go to the stage and share more about this initiative. Thank you. First of all, I want to say thank you to our keynote speaker tonight. Thank you all of you audience that joined us, you know, for this event. Especially thank you to all media that come from Southern California, from all over that we have built up here. Thank you very much. We here to help to support and growing our Vietnamese community to with the, you know, with the mainstream to the community. So that is what our commitment is. So from there on, I would like to have, you know, Wendy to introduce. Yes, yeah. And we would like to invite the representative of two schools gonna go to the stage. First, please welcome Amanda Fan from Duvin Temple. Again, we would like to thank you for your support. Thank you, Amanda Fan. And from Baba, you will receive a donation value at $10,000 as a financial support. So again, thank you so much for the opportunity and for your support. And your support has gone a long way to support our program. Thank you so much. And as Duvin Temple, St. Anthony Vietnam School, we received $10,000 as donation as our support to education and Vietnamese traditions development in the U.S. Let's work together, grow together, and also return part of that to our community. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. David Drew, our chairman. I'm going to be calling out all the new members. Denise Pham, please come up. Federico Cordray. And can I also invite the four speakers, please come back on stage. Can we actually make two lines? Because we want to have one nice picture, please. Two lines. Not short people, just beautiful people. Yeah. Don't call out my people. Or those who can bend. Those have good knees. Those have original knees can bend. Please come original. On. Can I have original knees, yes. AI news. Miss Kathy, if you can stand a little bit closer or in front, thank you. Baba! Perfect, thank you. thank you everybody. Chào quý vị khán giả đang xem đài Phố Bô Sao TV. Em tên là Linda Liberzon. Hiện tại em đang là một financial service specialist, là entrepreneur cho một hãng bảo hiểm. And
cái lý do mà em join VABA is because VABA support rất là nhiều non-profit organization và support rất là nhiều những cái cộng cho những cái organization của cộng đồng người Việt chúng mình. Thì you know, một người mà lớn lên ở bên Mỹ thì em rất là mong cái culture, cái văn hóa của người Việt mình ngày càng lớn mạnh. Thì khi mà join VABA em có được học hỏi và được gặp gỡ rất là nhiều người Việt thành công, rất 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 thành công trong cộng đồng người Việt ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, etc. Cho nên đây là một cái cơ hội rất là lớn cho những người Việt hoặc là không phải là người Việt cũng có thể join để mà mình có thể học hỏi lẫn nhau. Em thật sự mới tham gia VABA tháng vừa rồi, khi em join cái Pitch Perfect, the second Pitch Perfect. Em thấy là cái thực tế nhất mà em được nhận từ VABA là được một cái sự support rất là mạnh từ những người members khác nhau và từ founders. Support này không hẳn là support về financial, but support về mentorship, coaching. Có thể you know, learn a lot from the people who've gone ahead of me. Some business, a lot of things you don't know, and you learn from other people. Em thấy sự kiện của ngày hôm nay rất là hay, tại vì người Việt Nam của mình hoặc là những người mà thế hệ trước mình chưa có biết về AI hoặc là có thể gọi là những thông tin điện tử, thì em nghĩ là nó mở rộng tầm nhìn cho tất cả mọi người. Có thể biết được AI họ giúp mình nhiều như thế nào trong tương lai, để cho mình không phải sợ khi mà mình sử dụng AI, tại vì thật sự mình luôn nghĩ là AI là một cái gì đó rất là ghê sợ, rất là lạ, nhưng mà AI trong tương lai sẽ gần gũi với mình rất nhiều. Em hy vọng là tương lai em sẽ được học hỏi rất là nhiều hơn nữa, tại vì người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, và mình những cái thông tin, những cái kiến thức mình không thể học hết được, thì em muốn được ngày càng học nhiều hơn nữa và được những anh chị đi trước dẫn dắt em nhiều hơn và gặp được nhiều người khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau. Tụi em là một cái công ty nhỏ mà vừa ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nhân cái chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này, em được dịp đến dự cái hội thảo về trí tuệ nhân tạo do VABA tổ chức. Thì em cảm thấy đây là một cái hội thảo tổ chức rất là bài bản, mà nó thu hút được các thành phần khách tham dự của Mỹ và các công ty của Việt Nam. Thì em nghĩ rằng nếu mà những cái hội thảo này được tổ chức rộng rãi, không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam, sẽ giúp cho các doanh nghiệp, giúp cho các cái thành phần kiến thức trẻ, cũng như là tạo ra được rất là nhiều cơ hội đầu tư cho cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một những cái chương trình mà nó gọi là rất là đặc sắc. Tụi em là những cái doanh nghiệp rất là mong muốn được là thành viên của những cái hiệp hội này, cũng như là được thường xuyên đến tham dự vào những cái hội thảo như thế này, rất là tốt. Thật sự mỗi một doanh nghiệp người ta có một cái mục tiêu khi người ta đến dự hội thảo. Cái điều vui mừng lớn nhất là người ta tiếp xúc và cũng như kết nối thêm rất là nhiều các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực. Mà mỗi một cái doanh nghiệp như vậy thì người ta sẽ đi sâu một cái lĩnh vực. Đây là những cái chương trình rất là tốt, tạo ra một cái môi trường cho tất cả các doanh nghiệp liên kết với nhau và đạt được những cái mục tiêu và những cái dự án mà người ta mong muốn để mà tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư cũng như là hợp tác với các nhà đầu tư. Thật sự ra doanh nghiệp là có rất là nhiều cơ hội để mà đi đến nhiều quốc gia cũng như là kết nối với các nhiều doanh nghiệp ở các nhà đầu tư lớn ở Hoa Kỳ. Nhưng riêng tôi, trong cái suy nghĩ của tụi em là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như những cái đối tượng là những cái thành phần nông dân và các cái nhà máy sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long, thì em nghĩ là những cái hội thảo như vậy rất là phù hợp để làm sao mà tạo ra một cái môi trường, một cái sân chơi để kết nối cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của đồng bằng sông Cửu Long và những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long, để có cơ hội để người ta giới thiệu những cái sản phẩm cũng như lại tăng thêm một cái cơ hội để thu hút đầu tư vào cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho đồng bằng sông Cửu Long. Công ty của em đã sang Mỹ từ năm 2002 với cái chương trình là làm cái dự án xúc tiến thương mại cho các công ty nhỏ và vừa của đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường Mỹ.
thì em nghĩ rằng nếu mà là chúng ta đã làm cái chương trình gì, chúng ta cũng phải suy nghĩ tới vấn đề mình phục vụ lợi ích cho tất cả những doanh nghiệp mà đang mong muốn. Thì tụi em suy nghĩ là nên có những cái đầu mối ở Việt Nam cũng như đầu mối tại Mỹ. Thì với hai cái đầu mối này sẽ hợp tác chặt chẽ để làm sao tạo một cái môi trường, một cái sân chơi cho tất cả các doanh nghiệp. Họ thông qua cái đầu mối này, họ để họ được cơ hội tiếp xúc với nhau và tổ chức được họ tham dự những cái event như vậy, và cũng như là được có cơ hội để bày tỏ những cái nguyện vọng và những cái mong muốn của các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài VAPA cũng còn có nhiều đầu mối, tại vì nước Mỹ thì rộng lớn, mỗi bang rồi mỗi một tổ chức họ đều có một cái tôn chỉ, thì VAPA cũng là một trong những nơi để mà rất là đáng tin cậy để cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của đồng bằng sông Cửu Long họ sẽ đến tham dự gia vào cái việc là thành viên cũng như là tham gia vào cái việc mà giới thiệu thông qua VAPA để mà giới thiệu những cái dự án của họ tại đất Mỹ này. Yeah, certainly. My name is Philip Orth. I'm head of North America for a company called Klaviyo. We're a venture builder that helps startups and enterprises build products. And today's event, thanks to the invitation from Wendy, as we were discussing about potential cooperation between VAPA and Klaviyo on not only startups, but also cooperation in terms of building startups from ground up, whether through financial means, but also for product development. Vâng, xin chào khán giả của Forbosa TV. Đây là anh Philip Orth, phụ trách thị trường Bắc Mỹ của Klaviyo. Klaviyo là một công ty toàn cầu giúp cho các startup, các công ty mới nổi và các công ty trên toàn thế giới có thể xây dựng sản phẩm, xây dựng và phát triển sản phẩm của mình. Ở đây thì có một đội ngũ gọi là những người mà rất là high tech và chuyên về technology để có thể giúp một cái startup, một cái công ty có thể build sản phẩm từ A to Z. Và từ đó và họ cũng sẽ giúp gọi là gọi vốn và fundraising cho cái sản phẩm đó, cho startup đó, nên là hệ sinh thái của họ rất là đa dạng. I know about VAPA through exactly Wendy and David from VAPA when we met at a different event focused on startups in Palo Alto, and I got an invitation from them to come and see what their organization is about, to meet people, and yeah, it's been great. There's a lot of industry professionals talking about what's the state of AI currently, where the startups are going in the future, and it's exactly in the field that we're focused on. So I'm happy to be here. Thank you for the invitation. Philip có mặt ở đây là do lời mời của ban tổ chức của VAPA và biết được đến anh David Dương. Và Philip thấy rằng là giữa VAPA và Klaviyo sẽ có rất là nhiều những hợp tác trong tương lai, đặc biệt là cái sự hỗ trợ cho các cái startup và những công ty mới nổi về mặt công nghệ cũng như là làm sao để có thể phát triển và grow cùng cái startup đó trong tương lai. Thì VAPA và Klaviyo đang share cùng nhau rất là nhiều những cái điểm chung và cũng như là những cái ecosystem của hai bên đang có nhiều sự tương đồng và có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đó là lý do vì sao mà anh Philip có mặt ở đây và sẽ discuss nhiều hơn về những cái khả năng hợp tác như thế này trong tương lai ạ. I was surprised in a positive way. I didn't have any expectations, but it seems like the community is very strong. I think it's great to see so much engagement in the startup ecosystem. And I think the support, I mean, the fact that it's already later in the evening and people are still here networking and building connections and helping each other out, I think that's where these association has the power. So it's all about the community and the members that are part of it. So it's really great to see. Tôi rất là bất ngờ khi mà đến đây tham dự sự kiện này và quả thực là cũng không có hình dung rằng đây là một cái cộng đồng mà rất là đa dạng và phong phú như thế này. Ở đây gặp rất là nhiều những startup founder này, những người leader trong từng cái lĩnh vực, và ở đây rất là muộn rồi mà mọi người vẫn ở lại để có thể networking, có thể nói chuyện với nhau để tìm ra những cái cơ hội hợp tác làm ăn. Thì đấy là một trong những cái giá trị lớn của VAPA khi mà xây dựng được một cái cộng đồng mạnh về business như thế này ạ. Dạ, xin chào anh Lân và phố Bosa TV. Em tên là Mia Nguyễn. Hiện tại em đang là một realtor ở vùng vịnh Bắc Cali ạ. Dạ, thì công ty của Mia ở Bắc Cali chuyên bán những căn nhà luxury, tức là tầm từ 3 triệu trở lên. Và cái khu vực mình chuyên bán là khu Evergreen San Jose Country Club. Dạ, thì một cái căn ở đó đó là tầm từ 3 triệu trở lên. Và cái khu đó là khu gated community. Thì đó là cái khu mà công ty của Mia chuyên bán. Mia thấy chương trình hôm nay rất là bổ ích, tại vì đề cập tới vấn đề là AI. Thì AI là một cái topic rất là hot trên thế giới hiện tại. Thì AI sẽ có mặt trong tất cả những lĩnh vực của đời sống của chúng ta sắp tới. Đặc biệt là với cái ngành của Mia đang làm là realtor, thì đã có AI đã xuất hiện trong cái lĩnh vực của mình rồi, trong cái system mình đang làm. Và AI sẽ là giống như là khi mà em đi làm á, thì AI nó giúp đỡ trong cái back office của mình, những cái system, những cái follow up với khách,
thì đã có xuất hiện của AI rồi, và sau này em nghĩ là AI nó sẽ còn đóng vai trò lớn hơn nữa. Dạ, em thấy cái networking của Baba rất là hay, tại vì không những một ngành nghề, mà tại vì hội viên của Baba là bao gồm rất là nhiều ngành nghề khác nhau thì rất là đa dạng người, và mình có thể kết nối với tất cả các ngành nghề luôn. Sau mỗi cái chương trình thì cái phần kết chương trình là sẽ cái phần networking, thì em nghĩ rất là hay. Em biết tới Baba là cũng mấy năm trước rồi chứ không phải là mới đây, thì chưa phải là thành viên của Baba. Nhưng mà dạo gần đây thì giống như anh nói là do nhân sự của bên Baba là những người trẻ mới, thì những cái chương trình của Baba nó cũng khác với hồi xưa. Thì đi một vài chương trình gần đây thì em có thể thấy điều đó. Và em thấy sự đổi mới này rất là cần thiết, tại vì lớp trẻ thì họ sẽ có nhiều cái ý tưởng khác nhau và có những ý tưởng hay hơn để kết nối cộng đồng, kết nối mọi người lại. Bây giờ là thế giới phẳng mà, thì có rất nhiều doanh nghiệp ở bên Mỹ muốn đầu tư về Việt Nam, hoặc là từ Việt Nam họ muốn đầu tư sang Mỹ, thì Baba là một cái cầu nối thì em thấy là rất là cần thiết. Giống như bên em cũng có những người muốn đầu tư qua đây mua nhà, hoặc là từ đây họ muốn đầu tư ngược về Việt Nam để mua nhà, thì tụi em cũng có làm những cái chuyện đó. Dạ, thì em thấy Baba rất có ích. Là một người trong nghề ở trong cái vùng Bắc Cali này, Mia có những cái lời khuyên gì cho mọi người? Thực sự thì cái vấn đề mà tiền lời cũng là một trong những cái băn khoăn của mọi người. Nhưng mà thực sự là sau Covid, mọi người đang có rất là nhiều tiền dư, tiền để dành ở trong ngân hàng, và họ cần phải mua. Tại vì mua nhà cửa là một trong những cái nhu cầu thiết yếu của con người để mà họ có thể mua nhà để sinh sống. Thì thực sự khách của bên Mia hiện tại mình chỉ thiếu nhà để bán thôi, chứ không có phải là thiếu khách. Một căn nhà mình có thể nhận được tới rất là nhiều cái offer, và mình tranh giành nhau để mình mua cho một căn nhà ở vùng Bay này. Thì cái vấn đề chỉ là thiếu nhà thôi, chứ không phải là thiếu khách mua. Rất là nhiều người cần để mua. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu muốn đầu tư mua nhà, even là phân khúc luxury hay là phân khúc mà entry level, tức là những căn nhà tầm dưới 1 triệu, 1,5 triệu để mình có thể mua cho gia đình của mình sinh sống á, thì cứ gọi cho Mia và công ty của mình, thì mình sẽ tư vấn và có những chương trình phù hợp và những cái chương trình làm loan phù hợp luôn để tư vấn cho mọi người. Và với những người mà từ Việt Nam mới sang á, bên em cũng có làm những chương trình tư vấn giống như vậy luôn. Vào cuối sự kiện của Baba trên thành phố Auckland, chúng ta sẽ tiếp xúc với một nhân sự rất quan trọng của chương trình của ngày hôm nay, cô MC rất là duyên dáng. Có thể giới thiệu đôi chút về em và cái vai trò của em ở trong trong Baba. Vâng, cảm ơn anh Lân và xin chào quý vị khán giả. Tôi là Wendy Nguyễn, hiện đang phụ trách về mảng marketing của Baba, cũng như là phụ trách về quan hệ đối tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào các startup, đặc biệt là các startup ở châu Á. Tổ chức một cái buổi hôm nay như vậy có thể nói rằng là rất là thành công với những người diễn giả cũng như là những người tham dự. Wendy có thể chia sẻ một chút xíu hậu trường đã chuẩn bị như thế nào cho cái buổi ngày hôm nay? Dạ vâng, cảm ơn anh vì lời khen. Và quả thực rằng là cuối event ngày hôm nay thì mặc dù đã là 10 giờ tối rồi, nhưng mọi người vẫn ở lại để tiếp tục là networking, nói chuyện với nhau và tìm hiểu những cơ hội kinh doanh. Thì đấy thực sự là một trong những cái niềm khích lệ rất là lớn cho team thực hiện. Team của Baba thì hiện giờ mới chỉ có 5 người thôi, kể cả một người chuyên phụ trách về media. Và để tổ chức cái sự kiện này thì chúng tôi đã chuẩn bị từ cách đây 1 tháng trước, từ việc là mời những diễn giả là những người Việt trẻ tài năng, những người gốc Việt, và một diễn giả rất là nổi tiếng của Amazon AWS đến để tham dự. Và chúng tôi cũng làm rất là nhiều những cái hoạt động marketing bên lề và truyền bá tới rất là nhiều đông đảo những cái tầng lớp khán giả khác nhau để mọi người có thể biết đến và đến dự sự kiện này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có được một lợi thế, đó chính là cái location, cái địa điểm ở đây là cái địa điểm rất là tốt, bởi vì là mọi người ở Silicon Valley thì thường rất là quan tâm đến công nghệ và AI, cho nên là khi mà
cái thông tin về event này được phát ra. Thì lúc đầu chúng tôi chỉ dự định là sẽ có khoảng 50 người đến tham dự. Tuy nhiên là số người register trên hệ thống vào buổi sáng ngày hôm nay, tức là cách đây sức mấy tiếng event thôi, thì đã lên tới hơn 100 người. Nên đấy là cũng là một cái niềm vui đối với team thực hiện. Và chúng tôi cũng thấy rằng là có lẽ ở đây mọi người rất là quan tâm đến những cái sự kiện như thế này, và có lẽ sẽ tổ chức nhiều sự kiện như thế trong tương lai. Bốn người diễn giả rất là đáng chú ý. Bốn người đều rất là trẻ ở trong cái ngành công nghệ, và ba trong số đó là những người gốc Việt. Có thể chia sẻ ra cái dựa trên những cái lý do, những cái tiêu chuẩn nào để mà mời các vị khách mời đó, và làm sao có thể thuyết phục được họ để mà tham gia? Vâng, câu hỏi rất là hay anh Lân. Đúng là như vậy, bởi vì tất cả những cái diễn giả này, ba người này họ đều giữ những cái vị trí rất là quan trọng trong những cái công ty lớn. Ví dụ như là FPT là một trong 50 công ty mà có doanh số cao nhất về IT Servicing ở châu Á và một cái tập đoàn lớn ở Việt Nam. Hoặc là KD ở bên Yoke thì cũng là một cái công ty khá là nổi tiếng về Customer Experience và Offering. Thì cái mục đích để kết nối tất cả những cái speaker này đó chính là chúng tôi mong muốn là đem cái chủ đề về AI nhưng mà nó rất là gần gũi, dễ hiểu và dưới nhiều góc độ, cho nên là mọi người có thể thấy rằng là mỗi speaker họ đều có những cái chuyên môn riêng của họ, cái cách họ tiếp cận AI và cái cách họ sử dụng AI trong công việc của họ, trong cái nghề nghiệp của họ cũng rất là khác nhau. Cho nên là chúng tôi muốn là mang đến một cái góc nhìn đa chiều dành cho khán giả của Vaba, bởi vì cộng đồng của Vaba cũng là một cộng đồng rất là đa dạng. Có những người chủ doanh nghiệp lớn, có những người chủ doanh nghiệp nhỏ, có những người mới khởi nghiệp công ty, có cả những bạn trẻ mà mong muốn phát triển một cái ý tưởng kinh doanh trở thành một cái công ty lớn. Cho nên là chúng tôi cũng tính đến việc là làm sao để có thể gọi là đáp ứng hết tất cả những cái yêu cầu đó. Thứ hai là anh hỏi là tại sao chúng tôi mời được những cái speaker như thế này. Đơn giản thôi ạ, đấy chính là mọi người đều mong muốn là sẽ đóng góp một phần cái trí tuệ, cái kiến thức của mình để phục vụ cũng như là support cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Bay Area nói riêng và ở Mỹ nói chung. Đặc biệt là khi mà Vaba đang triển khai những cái initiative, những cái hoạt động mà rất là đáng chú ý để dành cho cộng đồng startup, thì chúng tôi mong muốn là kết nối tất cả những cái người Việt ở Mỹ mà họ đã thành danh, họ đã rất là top trong các cái công ty lớn để có thể contribute nhiều hơn cho cộng đồng của Vaba. Có khó cho Vaba để mà thuyết phục họ tham gia không? Có khó và không khó. Khó thứ nhất là bởi vì mọi người chưa biết đến Vaba, và mọi người nghĩ rằng là Vaba chúng ta chỉ là một cái cộng đồng những người làm kinh doanh nhỏ lẻ và là người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên là bây giờ hiện nay Vaba đang phát triển rất là lớn mạnh và rất là nhanh nữa, với nhiều những cái phân khúc khác nhau. Cho nên là những speaker đó họ nhìn thấy được cái tiềm năng, và họ cũng nhìn thấy được cái tâm của những người thực hiện chương trình, là chúng tôi mong muốn là sẽ đem đến cho cộng đồng những cái giá trị thực sự, chứ không chỉ là những buổi gặp gỡ giao lưu và không có cái gì mang về. Đấy là lý do vì sao mọi người ở lại đến cuối cùng của event. Và sau mỗi buổi event thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại hoặc là những cái email để hỏi kỹ hơn là tôi có thể kết nối với người này, tôi có thể gặp cái speaker này được không. Thì Vaba chính là một cái cây cầu kết nối, một cái platform để nối kết tất cả những cái điều đó. Người nào tham dự ngày hôm nay thì cũng đều thấy đó, trong vài tiếng đồng hồ thôi mà người tham dự có thể vừa là được kết nối với lại những cái doanh nghiệp khác rất là đa dạng, từ nhiều cái ngành khác nhau, từ nhiều cái nơi khác nhau, kể cả ở Việt Nam hoặc là ở những cái nơi khác không phải là ở vùng Bay Area này. Và dường như được biết rằng là ngoài cái những cái vị khách mời trong cái buổi ngày hôm nay, trong tương lai Vaba còn sẽ mời tới những cái vị khách mời khác nữa, kể cả ở những cái công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ ngay cái vùng Silicon Valley này, Google, Facebook vân vân. Vâng, có phải không ạ? Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ mời được nhiều hơn nữa những đại diện mà là người Mỹ gốc Việt đang làm ở những vị trí quan trọng trong những công ty hàng đầu thế giới, giống như anh nói là Google, Meta hoặc là nhiều công ty khác, thậm chí là những cái unicorn, đó là những cái startup mà họ mới nổi nhưng mà họ đã xây dựng được cả một cái đế chế hoặc là rất là thành công. Thì chúng tôi cũng mong muốn là mời đa dạng hơn để members, thành viên của Vaba có thể học hỏi. Và nhân đây cũng xin được chia sẻ thêm, đấy chính là Vaba hiện nay thì đang làm hai mảng chính. Thứ nhất là import-export, có nghĩa là chúng tôi hỗ trợ cho những doanh nghiệp ở Việt Nam
muốn tìm hiểu về thị trường ở Mỹ, muốn mang sản phẩm qua Mỹ, muốn tìm kiếm đối tác ở Mỹ để phân phối các sản phẩm của họ. Và ngược lại là những công ty, và ngược lại đó chính là những công ty ở Mỹ mà họ muốn phát triển business của họ ở Việt Nam, tìm nhà xưởng hoặc là xây dựng đội ngũ, hoặc là tìm hiểu về thị trường, tìm đối tác ở Việt Nam, thì Vaba cũng đang hết sức để hỗ trợ cho họ. Đó là hai chiều. Và bên cạnh đấy thì là mảng về startup, những cái công ty công nghệ mới nổi và giúp đỡ cho những người Việt trẻ tài năng mà đang gọi là có ước mơ Silicon Valley, có ước mơ xây dựng những cái công ty triệu đô tỷ đô unicorn ở Mỹ. Có thể nói là nếu mà trong ba cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì cái yếu tố địa lợi thì rất là thích hợp cho Vaba, nằm ngay cái vùng Bắc Cali này với rất nhiều những cái công ty về công nghệ, cho nên là cái việc mà chắc là mời những cái vị khách mời của các cái công ty đó trong tương lai nó cũng sẽ không có phải là một cái trở ngại về mặt địa lý đối với Vaba. Ở đây nhiều người quan sát thấy dường như là nó có cái xu hướng Vaba đang trẻ hóa, kể cả về nhân sự như là bạn Wendy ở đây, hoặc là và cả cái nội dung của các cái chương trình. Có phải vậy không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng như là anh Lân đã nhận xét thì Vaba đang phát triển không những là trẻ hóa hơn mà đa dạng hơn và sẽ đáp ứng nhiều hơn những cái nhu cầu cộng đồng doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt. Và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ không chỉ tổ chức nhiều những event thành công như thế này mà sẽ có nhiều event khác mà nó practical hơn, nó thiết thực hơn, nó ý nghĩa hơn và nó thực sự là mang lại giá trị cho người đến xem, chứ không chỉ là một buổi tiệc hoặc là một buổi gặp gỡ chào hỏi nhau đơn giản, mà sau đó chúng ta phải có cái gì mang về, chúng ta phải có những value, chúng ta phải có ra được những cái business deal. Thì đấy chính là cái mục tiêu quan trọng và ưu tiên của Vaba. Nếu mà trẻ hóa như vậy thì liệu rằng những cái thành viên cốt cán cũ của Vaba là những người có thể nói là những cái doanh nghiệp truyền thống lớn tuổi hơn, họ sẽ có thể bị dẫn tới cái tình trạng bị cảm thấy bị bỏ quên hay không? Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà Vaba đã trao đổi rất là kỹ trong team trước khi mà chúng tôi bắt đầu những cái hành trình mới. Thì có một điều rất là quan trọng, đấy chính là những thành viên cốt cán, những thành viên của Vaba chính là tài sản của chúng tôi. Đấy, bởi vì sao? Họ là những cái người mà đã thành danh trong trong business, họ đã có những cái công ty mà hàng mấy chục năm nay rồi, cho nên họ chính là những cái người mà advisor, những cái người mentor cho những cái startup mà sau này tham gia vào, hoặc là những người trẻ hơn họ muốn làm công ty, họ chưa biết là cần phải hỏi ai, tìm nguồn lực ở đâu, thì chính những cái người members cũ của Vaba sẽ là một cái nguồn quý giá để chúng tôi kết nối họ với những người trẻ hơn. Và rõ ràng là với những người mà đã thành danh rồi hoặc là những người đã thành công rồi, họ luôn luôn muốn chia sẻ, họ luôn muốn cho đi, thì đấy cũng chính là một cách mà họ đóng góp cho cái cộng đồng chung này. Với xu hướng trẻ hóa như vậy, có vẻ là năng lượng của Vaba tiếp tục được lan tỏa không chỉ ở cái vùng Bắc California này mà với nhiều cái nơi khác nhau, với những cái sự kết nối mới nữa. Được. Câu chuyện của tôi với lại Wendy chắc có lẽ cũng là cái buổi phỏng vấn cuối của ngày hôm nay. Vâng, và trước khi kết thúc thì em cũng muốn trao đổi, chia sẻ thêm, nhấn mạnh thêm một ý. Vâng. Bởi vì anh Lân đã chia sẻ cái việc là những cái người member cũ liệu có bị bỏ quên không, thì thực ra không những không bị bỏ quên mà còn được chăm sóc đặc biệt hơn. Anh biết tại sao không ạ? Bởi vì là với những cái người member cũ thì Vaba, team của Vaba đã biết rất là rõ họ là ai, làm ngành nghề gì, có value như thế nào, có thể contribute ở những mảng nào. Thì từ cái database đấy, team sẽ structure lại, sẽ sắp xếp lại để kết nối họ với những business tương tự, có thể là ở Mỹ, có thể là ở Việt Nam. Bởi vì khi mà họ đã có một cái business tương đối ổn định rồi thì họ cũng sẽ muốn đầu tư, đúng không ạ? Họ vẫn muốn tìm những cái người gọi là partner mới để có thể expand, có thể mở rộng cái business của họ. Thì đấy là cái việc mà Vaba đang cố gắng làm, đấy chính là kết nối họ với những người mà gọi chúng ta gọi là cùng một tệp đấy ạ, similar segmentation. Thì họ cũng sẽ vẫn nhìn thấy được cái value, và những cái người mà chúng tôi kết nối đó thì họ vẫn sẽ thấy được rằng là Vaba không hề bỏ quên họ, mà thậm chí là còn add thêm cái value cho họ. Thay vì là họ là những old member, chúng tôi không nói là old member hay là new member, chúng tôi nói là mature segmentation và new segmentation, và how để làm sao họ có thể merge với nhau, có thể kết hợp với nhau để tận dụng được cái thế mạnh của nhau và tạo ra một cái cộng đồng chung. Và cuối cùng, ngay tại trụ sở chính của Vaba ở Bắc California, thành phố Oakland, để mà có một cái điều gì chia sẻ với lại khán giả của Phúc Sa TV ngoài kia
chắc hẳn trong đó không ít doanh nghiệp ở cái tuổi trẻ. Wendy sẽ nói gì với họ về VABA? Vâng, có một thông điệp xuyên suốt của VABA, dù là những doanh nghiệp đã tham gia VABA hay là những doanh nghiệp mới, thì chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng Network is your network, nghĩa là tất cả những cái connection của mình, tất cả những người mình gặp, mình nói chuyện đều có thể mang lại giá trị cho mình, không chỉ là giá trị về tiền bạc mà có thể là giá trị về kiến thức, giá trị về mối quan hệ, đúng không ạ? Và từ đó nó sẽ đem lại cho mình những cái giá trị về mặt kinh doanh. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng là để có thể xây dựng một cộng đồng lớn mạnh, một cộng đồng VABA lớn mạnh, chúng tôi thiên về business oriented, về kinh doanh, thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có sự tham gia nhiều hơn từ các doanh nghiệp người Việt ở Mỹ và ngược lại. Nhưng quý vị và các bạn mà muốn tìm kiếm nhiều hơn những cái hộ kinh doanh, hoặc là có thể tìm hiểu hơn về những điều mới mẻ, những điều gọi là innovation, thì có thể contact với chúng tôi để join VABA. Và mọi người sẽ thấy rằng là sẽ có những điều mới mẻ từ đây. Cảm ơn Wendy rất nhiều. Và cũng đừng quên cái slogan chính của VABA, đó là một tiếng nói chung. Một tiếng nói chung của các thế hệ lớn tuổi và các thế hệ trẻ tuổi, tiếng nói chung của những doanh nghiệp ở những ngành nghề khác nhau, tiếng nói chung của những doanh nghiệp ở khắp nơi với các vùng địa lý khác nhau. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ đóng lại cái phóng sự của ngày hôm nay, một hoạt động rất là ý nghĩa của VABA đối với lại các doanh nghiệp. Xin cảm ơn Wendy rất nhiều. Xin cảm ơn khán thính giả đã theo dõi suốt chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.